Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong phát triển kinh tế ở xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Đảng viên chi bộ Xuân Tràng, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên tích cực hiến đất làm đường. Hà Nam đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của chương trình khuyến công. Sức lan tỏa mô hình thư viện xanh trong trường học tại Bắc Ninh. Tạm giữ nhiều hàng hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ của công ty Vinaca tại thành phố Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, đến nay trên địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình có 7 cụm công nghiệp đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt với tổng diện tích trên 290 ha, thu hút 106 dự án vào đầu tư và đăng ký đầu tư. Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp này có tốc độ tăng trưởng cao. 3 tháng đầu năm, doanh thu của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp huyện Đông Hưng đạt xấp xỉ 1.400 tỷ đồng. Theo đánh giá của Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp, giá trị sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao là do một số dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư tích cực để nhanh tiến độ, để đi vào hoạt động. Điển hình như nhà máy may Đô Lương tại cụm công nghiệp Đô Lương, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Anh tại cụm công nghiệp Đông Phong chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2017. Cùng với đó, các cụm công nghiệp Xuân Động, Đông Các, Nguyên Xá, Đô Lương, Đông La đã thu hút nhiều nhà đầu tư mới và bước đầu thu hút được nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng về huyện. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được hưởng lợi từ các nguồn hỗ trợ của chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương. Từ các nguồn hỗ trợ này, nhiều doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn đã đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Hoạt động khuyến công cũng từng bước khẳng định được vai trò vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Tính riêng năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Hà Nam đã triển khai thực hiện 6 đề án từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và 3 đề án từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ đạt trên 3,2 tỷ đồng. Đã có 8 đề án được triển khai để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất với các mặt hàng như may mặc, giày dép da, tôn múi, than củi. Các đề án đã và đang phát huy hiệu quả, kịp thời giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động khuyến công ở Hà Nam còn gặp nhiều khó khăn như việc đầu tư, ứng dụng máy móc thiết bị của cơ sở công nghiệp nông thôn kéo dài, làm cho thời gian nghiệm thu chậm, nguồn kinh phí được cấp hàng năm cho hoạt động khuyến công còn hạn chế, mức hỗ trợ thấp nên việc thu hút đối tượng thụ hưởng còn nhiều hạn chế. Để hoạt động khuyến công đi vào thực chất, Sở Công Thương cần nắm bắt khó khăn và nhu cầu của từng cơ sở công nghiệp nông thôn để kịp thời tháo gỡ, rà soát lại các cơ chế chính sách để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương, kết hợp giữa công tác khuyến công với xúc tiến thương mại, tích cực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm để tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tạo sự phát triển cho doanh nghiệp. Từ việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại đầu tư công nghệ sản xuất đã và đang tạo điều kiện cho các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 60 làng nghề với hơn 11.000 hộ làm nghề, giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động. Tổng giá trị sản xuất của các làng nghề hàng năm chiếm khoảng từ 8 đến 15% tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Các làng nghề mộc, thêu ren, giày da, chế biến thực phẩm, nông sản, sản xuất vật liệu không nung góp phần tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng địa phương. Thu nhập của các lao động tham gia làm nghề mỗi tháng từ 5 đến 6 triệu đồng, cao gấp 1,5 lần so với lao động thuần nông. Hiện nay, Ủy ban dân tỉnh đã có chủ trương phát triển các điểm phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm di rời các cơ sở sản xuất làng nghề trong khu dân cư ra khu quản lý tập trung. Cùng với đó, ngành chức năng tiếp tục tham mưu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ chủ cơ sở và chủ đầu tư tại các cụm công nghiệp có làng nghề đầu tư xử lý nước thải, rác thải, đảm bảo cho các làng nghề ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả cao hơn. Thực hiện chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định đã tập trung khai thác phát triển nguồn lợi thủy sản phù hợp với thực tế và định hướng sản xuất hàng hóa sạch, hiệu quả và bền vững trên cơ sở ứng dụng quy phạm thực hành nuôi tốt, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị xuất khẩu. Theo kế hoạch, trong năm 2018, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 16.105 ha, trong đó diện tích nuôi mặn lợ là khoảng 6.435 ha, nuôi nước ngọt 9.715 ha.
diện tích nuôi tôm khoảng 3.205 ha, tập trung tại vùng nuôi ở 3 huyện, Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. Diện tích nuôi ngao là 1.908 ha, tập trung ở các huyện, Giao Thủy, Nghĩa Hưng. Năm 2018, phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đạt 142.500 tấn, tăng so với năm 2017 là 3%. Sản xuất ngành thủy sản tăng từ 5,5% đến 6% so với năm 2017. Tỷ trọng thủy sản chiếm từ 21% trở lên trong cơ cấu kinh tế của ngành. Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tiếp tục tập trung thực hiện quản lý chặt chẽ vấn đề sản xuất, cung ứng giống thủy sản, tăng cường công tác khuyến ngư, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quản lý nghiêm ngặt thú y và chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản. Xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa chuyên canh. Tại Đảng bộ xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã góp phần nâng cao hiệu quả trên diện tích canh tác cũng như thu nhập của người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Khánh Vân theo tiêu chí mới chỉ còn 1,31%, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 37 triệu đồng một năm, tăng gần 12 triệu đồng so với năm 2010. Có được kết quả trên là do Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên, tiên phong, gương mẫu, sâu sát, gần gũi, động viên người dân, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất, tập trung gọn vùng theo quy hoạch. Nổi bật là việc hình thành vùng sản xuất chuyên canh các cây trồng hàng hóa như ớt xuất khẩu, ngô ngọt với diện tích gần 100 ha cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với các cây trồng truyền thống. Việc phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong phát triển kinh tế đã tạo đòn bẩy giúp Khánh Vân có những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Chính việc quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chủ đề năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo sức lan tỏa, làm chuyển biến về nhận thức, hành động, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân. Khánh Vân thì đặt ra yêu cầu đối với từng cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ của các đồng chí ở đứng đầu ở các cái chi bộ, xóm trưởng và bí thư chi bộ các thôn xóm, với phong cách là gần dân, sát dân và thực hiện tốt cái quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tích cực của mỗi người dân để tham gia các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đảng viên là phải gương mẫu thực hiện đúng cái kế hoạch sản xuất ở từng thôn xóm một. Kết quả đổi thay trong quá trình phát triển kinh tế ở Khánh Vân đã khẳng định vai trò lãnh đạo chỉ đạo, hạt nhân nòng cốt của mỗi cán bộ đảng viên. Qua đó tạo sự đoàn kết thống nhất, mối liên hệ mật thiết gắn bó giữa người dân với cán bộ, đảng viên, cùng nhau thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, chi bộ thôn Xuân Tràng thuộc Đảng bộ xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã tích cực vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường làng ngõ xóm. Để phong trào lan tỏa sâu rộng, các đảng viên và cựu chiến binh trong chi bộ là những người đi đầu thực hiện. Ngay khi chủ trương mở rộng đường ngõ xóm được đưa ra bàn bạc trong chi bộ và nhân dân, mọi người đều đồng tình nhất trí cao. Hai tuyến đường ngõ xóm dài 1,2 km của thôn, trước chỉ rộng 3 m, nay mở rộng lên 5,5 m nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển buôn bán hàng hóa của nhân dân. Đi đầu trong phong trào hiến đất ủng hộ tiền để làm đường xây dựng công trình chung của thôn là các đảng viên, các cựu chiến binh, tiêu biểu như gia đình các ông Bích, ông Xuất, ông Hinh, bà Tuấn cùng nhiều hộ gia đình khác hiến hơn 500 mét vuông đất thổ cư để phục vụ cho mở rộng đường. Gia đình bà Lê Thị Đào ủng hộ gần 300 triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng của thôn. Tôi hiến đất, gia đình tôi rất phấn khởi vì nông thôn đổi mới, cho nên là nhà tôi mất chiều dài là 30 mét, chiều ngang là 80 phân, cổng mất, tường mất, móng nhà như thế là cắt. Thì gia đình tôi cũng nằm trên trục đường đang thi công. Thì gia đình tôi cũng hy sinh là 17 mét vuông đất và xây lại hàng rào hết 15 triệu. Phát huy tốt bản chất bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh đã trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào nông thôn mới tại địa phương. Tại xã Tân Chi, huyện Tiên Xu, với uy tín và niềm tin trong nhân dân,
lực lượng cựu chiến binh xã đã có những đóng góp quan trọng để Tân Trì trở thành đơn vị điểm đầu tiên của huyện Tiên Du trong việc hoàn thiện các tiêu chí về đích xây dựng nông thôn mới. Tại xã Tân Trì, ở khắp các thôn làng trên địa bàn xã, thôn nào cũng có trường hợp hội viên cựu chiến binh hiến đất làm đường giao thông, công trình phúc lợi công cộng, xây dựng nông thôn mới với tổng diện tích lên tới hàng trăm mét vuông. Cùng với đó, các cấp hội cựu chiến binh địa phương cũng tuyên truyền phát động hội viên để mạnh thực hiện phong trào cựu chiến binh, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Từ diện tích đất nông nghiệp sử dụng canh tác không hiệu quả, nhiều mô hình trồng cây ăn quả do hội viên cựu chiến binh làm chủ đã hình thành và phát huy tác dụng. Năm 2015, Tân Trì là xã đầu tiên của huyện Tiên Du được tỉnh Bắc Ninh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Mặc dù đến thời điểm hiện nay, khi Tân Trì đã hoàn thành về đích được 3 năm, nhưng với ý chí bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, hội cựu chiến binh xã đã xác định xây dựng nông thôn mới vẫn là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công tác hội. Và để phát huy hiệu quả xây dựng nông thôn mới một cách bền vững, các cấp hội cựu chiến binh xã Tân Trì đã thực hiện xây dựng nhiệm vụ kế hoạch bám sát tình hình thực tiễn, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tiếp tục phát huy vai trò tổ chức hội, đóng góp phản biện xây dựng đảng chính quyền, gương mẫu để mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn thôn xóm. Ấn tượng và trang trọng, đó là những cảm nhận của nhiều du khách khi đến với mảnh đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình trong những ngày tháng tư này. Lựa chọn Ninh Bình là điểm đến trong chuyến đi lần này tới Việt Nam, vợ chồng ông Olivier Dublin đã có những cảm nhận khá thú vị. Chúng tôi về đây thấy giao thông rất tốt. Hôm trước chúng tôi có buổi đi du lịch bằng xe đạp, thấy không khí trong lành, cảnh quan thì tuyệt đẹp. Chúng tôi thích mọi thứ ở đây. Những ấn tượng đó của du khách là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho dịp kỷ niệm, với hàng loạt các hoạt động như dọn vệ sinh môi trường, cắt cỏ, trồng hoa nhằm làm đẹp cảnh quan. Không chỉ thế, về với Ninh Bình những ngày này, đầu đầu du khách cũng thấy cờ hoa rực rỡ tung bay khắp các tuyến đường. Cùng với đó là băng rôn áp phích tuyên truyền về kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt với màu sắc nổi bật được treo ở những địa điểm có nhiều người qua lại, dễ dàng thu hút sự chú ý. Hiện tại, việc tuyên truyền vẫn đang được quan tâm thực hiện, song song với đó là hoàn thiện các khâu của công tác chuẩn bị để lễ kỷ niệm diễn ra vào tối ngày 24 tháng 4 thành công. Hy vọng với sự nỗ lực cố gắng của chính quyền và người dân Ninh Bình sẽ có nhiều du khách thập phương đến và tham dự, là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa con người của mảnh đất cố đô ngàn năm văn hiến. Lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến đang diễn ra ở thành phố Hưng Yên với các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong khuôn viên Hồ Bán Nguyệt thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Điểm nhấn độc đáo trong lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến năm nay là chương trình múa rối nước nghệ thuật trên Hồ Bán Nguyệt do các nghệ sĩ của phường rối nước Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình biểu diễn. Với hai buổi diễn có chủ đề Mừng mùa thắng lợi, gồm nhiều tiết mục tích trò cổ đặc sắc như hành quân rước kiệu, ngũ phương chạy cờ trọi trâu, cáo bắt vịt, múa bắt tiên, múa tư linh, lôi cuốn và thu hút rất đông nhân dân và du khách đến xem. Ngoài ra, tại khuôn viên Hồ Bán Nguyệt còn diễn ra chương trình hát quan họ do các liền anh liền chị đến từ nhà hát quan họ Bắc Ninh biểu diễn, đã tạo được ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi về với lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến. Với ý nghĩa giá trị to lớn của việc tôn vinh khơi dậy phát triển văn hóa đọc, tại tỉnh Bắc Ninh, mô hình thư viện xanh trong trường học đã ra đời và đi vào hoạt động có hiệu quả. Từ cuốn sách do chính các em học sinh và các bậc phụ huynh đóng góp, nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được những thư viện xanh, thư viện thân thiện, phục vụ cho nhu cầu đọc sách và trao đổi sách, tạo sức lan tỏa và thói quen đọc sách đối với học sinh ngay từ nhỏ. Trường tiểu học Trần Quốc Toàn, thành phố Bắc Ninh, thư viện thân thiện dành cho học sinh được đặt ngay trong khuôn viên trường, nơi có nhiều cây xanh bóng mát. Thư viện có khoảng hơn 3.000 đầu sách các loại, trong đó có sách khoa học liên quan đến các môn học của học sinh, tranh truyện thiếu nhi và sách lịch sử. Giờ ra chơi hoặc những lúc đầu giờ, cuối buổi học, học sinh đều có thể xuống thư viện lựa chọn cho mình cuốn sách yêu thích để đọc. Sau những cái giờ học rất là nhiều và bọn con có thể vào giờ ra chơi, bọn con có thể ra những thư viện xanh của trường, bọn con có thể đọc những quyển truyện, bọn con có thể đọc những sách, những báo. Và con thấy là thư viện sách của trường thì có rất là nhiều điều. Ví dụ như là bọn con có thể đọc được truyện tranh, thì bọn con có thể đọc được những cái thứ mà có thể giúp bọn con trong học tập và áp dụng trong đời sống. Và sau khi đọc những quyển sách này thì chúng con có thể cảm thấy rất thoải mái để bước vào những giờ học tiếp theo ạ. Tiểu học Trần Quốc Toàn hiện có 18 lớp với 750 học sinh. Số lượng đông
mà nhu cầu đọc sách lại lớn, không thể cùng lúc phục vụ tất cả các em học sinh, nên nhà trường đã có cách làm riêng, tổ chức phân lịch mượn đọc sách tại thư viện tới từng khối lớp. Giáo viên tổng phụ trách hoặc cán bộ trực ban sẽ đảm nhiệm việc quản lý và duy trì hoạt động thư viện. Không gian ngoài trời thoáng đãng cùng nhiều đồ sách hấp dẫn được bài trí sinh động, gần gũi với học sinh. Mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện tại trường tiểu học Trần Quốc Toàn đã và đang góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong các em học sinh ngay từ bậc học nhỏ nhất. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các phương tiện nghe nhìn đã khiến văn hóa đọc đang bị mai một. Để khơi dậy phong trào đọc sách, những năm qua Thư viện huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đặc biệt chú trọng trong việc nâng cao vốn tài liệu, tuyên truyền, giới thiệu sách báo phục vụ bạn đọc, đặc biệt là đối tượng học sinh. Với gần 8.000 cuốn sách đủ loại, hàng năm Thư viện huyện Ân Thi thường xuyên bổ sung thêm 7 đầu sách báo mới phục vụ học sinh và người dân trong huyện. Bên cạnh nguồn sách từ Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Thư viện huyện đã huy động nguồn sách từ chính bạn đọc. Thư viện huyện cũng đã phối hợp với Phòng Giáo dục huyện tổ chức Ngày hội đọc sách 21 tháng 4 hàng năm, mở các cuộc triển lãm sách vào các dịp 30 tháng 4, mùng 7 tháng 5 và hiện đang đưa những cuốn sách về giáo dục nhân cách và đạo đức xuống cung cấp cho các trường học nhằm nâng cao văn hóa đọc cho học sinh. Trong quý 1 năm 2018 đã có hơn 1.900 lượt bạn đọc, gần 7.700 lượt bạn đọc mượn sách. Những hoạt động của thư viện đã góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn huyện. Trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện có 1.200 đơn vị doanh nghiệp hoạt động liên quan đến hóa chất. Công tác quản lý hóa chất công nghiệp đã và đang được ngành chức năng và từng đơn vị sản xuất đặc biệt coi trọng. Trong tháng vệ sinh an toàn lao động và tháng công nhân, ngành công thương tăng cường phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất đến các đơn vị và doanh nghiệp sử dụng hóa chất trong hoạt động sản xuất. Trong đó tập trung vào các doanh nghiệp về đảm bảo an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng hóa chất nói chung và hóa chất công nghiệp nói riêng. Cụ thể như các loại keo dán, mực in, dung môi được sử dụng trong lĩnh vực bao bì, giày da, sản xuất linh kiện điện tử, dệt may, các loại sơn, hóa chất phụ gia bê tông được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Đặc tính chủ yếu của các loại hóa chất nguy hiểm này là dễ cháy nổ, kích ứng hệ hô hấp và ăn mòn. Hóa chất phục vụ trong sản xuất ngành công nghiệp là nguyên liệu không thể thiếu, giúp cho sản phẩm hàng hóa cung ứng ra thị trường có chất lượng tốt nhất. Song các doanh nghiệp sử dụng hóa chất trong sản xuất cũng cần tăng cường công tác tập huấn cho người lao động về các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất. Sau nhiều ngày theo dõi mật phục, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Công an Kinh tế thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã bất ngờ kiểm tra đột xuất chi nhánh của công ty Vinaca tại thành phố Thái Bình, phát hiện một số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại đây, quản lý thị trường thành phố Thái Bình phát hiện hàng trăm sản phẩm gồm rượu, nước súc miệng, thuốc chữa xương khớp, mỹ phẩm dạng xịt làm sạch da cho trẻ em, mỹ phẩm cho người lớn, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm này được quảng cáo là chữa khỏi hoàn toàn một số loại ung thư trên cơ thể người. Được biết, chi nhánh Vinaca tại thành phố Thái Bình được hai người là bà Nguyễn Thị Dung, địa chỉ xã Đông Tân, huyện Đông Hưng và bà Vũ Thị Huệ, địa chỉ thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thuê của một hộ dân có địa chỉ 364 đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố. Qua khai thác, bà Huệ cho biết thuê nhà ở đây từ cuối năm 2017 để buôn bán hàng hóa cho đơn vị Vinaca. Ngoài ra ở đây cũng là nơi để các đối tượng họp bàn cách phân phối hàng hóa đến các địa phương trong toàn tỉnh. Dù chưa có chứng cứ khoa học chứng minh, nhưng bà Huệ vẫn khẳng định nhiều sản phẩm ở đây có tác dụng chữa bệnh rất tốt, kể cả bệnh ung thư. Hiện lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tình trạng khai thác đất bãi ngoài sông trái phép ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống đê điều và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Thế nhưng hoạt động này đang bị buông lỏng quản lý ở nhiều địa phương tỉnh Hải Dương, gây bức xúc trong nhân dân và thất thoát tài nguyên của nhà nước. Được biết, xã Đại Đồng có gần 88 ha bãi soi giữa sông và hơn 78 ha bãi bồi giáp chân đê. Đến nay, hàng chục mẫu đất bãi ven sông đã bị khai thác trái phép để làm nguyên liệu sản xuất gạch. Tính đến nay, Đại Đồng đã bị mất gần 20 ha đất bãi bồi, bãi soi do lấy đất làm gạch, bán đất màu và hút cát trái phép. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, đặc biệt trong thời điểm mùa mưa bão đang đến gần, rất mong các địa phương có đất bãi ngoài sông và các ngành chức năng của tỉnh sớm kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển, bán đất trái phép.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.